Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ đang trình bày cho chúng ta về vấn đề xương và cũng như là thuốc calcium cần thiết như thế nào đối với cơ thể. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi mà người ta hay hỏi thường xuyên là có nhiều người khi mà uống calcium đều đặn nhưng mà tại sao họ vẫn bị thiếu cái độ xương, ở trong khi mà đi làm những cái test vẫn bị thiếu độ xương là sao bác sĩ? Tại cái người của họ nó có, thứ nhất là nó không có absorb, tức là nó không có thấm cái chất calcium là lý do. Có thể là họ tới cái tuổi mà hết kinh nguyệt rồi mà họ không có uống cái chất estrogen. Thì nó không có giữ được cái độ xương cứng trong người của mình. Dù còn mình có uống cái calcium đi nữa nhưng mà nó không đủ. Bởi vì tại sao bác sĩ hay cho cái Fosamax hoặc là Actonel cộng thêm lại cái calcium nữa. Thứ hai nữa là một số người đó, cô biết không, thí dụ mình uống thuốc cứu cổ đi. Hoặc là uống cái prednisone, cortisone, dexamethasone. Mấy cái chất này nó làm cho cái xương của mình nó càng mất độ xương. Có thể 5%, 7%, 10%. Thế ví dụ như mình uống, bởi vì tại sao có một số người nói tại sao mà tôi, nãy như cái câu hỏi của cô Lu Mỹ Linh đó, tại sao chúng ta uống calcium mà chúng ta vẫn mất cái độ xương? Là tại vì họ uống trường kỳ mà không có biết. Ví dụ mình xịt mũi kinh niên mà trong cái đồ xịt ở trong cổ họng mình để mà giúp cho mình được, mình thở cái phổi mình nó thở cho nó tốt, nó nở cái cuống phổi ra, hoặc là mình bị cái mũi của mình rồi mình xịt để cho nó nở, nó teo cái mũi mình lại để cho mình thở dễ, thì cái đó là một cái chất mà steroid. Mà quý vị xịt hàng ngày đó, thứ nhất đó là làm cho mình bị cùm mắt, bị cataract, bị glaucoma. Rồi thứ hai nữa là nó làm cho chúng ta thiếu cái độ xương. Rồi thứ ba nữa là phụ nữ bị nhiều nhất là không có đi bác sĩ để uống cái Fosamax hoặc là Actonel, hoặc là không có uống cái estrogen. Estrogen rất là quan trọng cho người phụ nữ, tại vì mình còn kinh nguyệt đó, thì cái buồng trứng của mình, cái ovary nó còn tiết ra đầy đủ cái chất estrogen thì không có sao. Nhưng mà sau cái tuổi mà 40 mấy mà 50 hết kinh nguyệt rồi đó, người ta mất độ xương rất là nhiều là như vậy đó, thưa cô Lu Mỹ Linh. Như vậy là khi mà mình uống calcium thì đồng nghĩa với việc là mình vẫn phải uống những cái thuốc nó tức là cái loại hormone cho cái cơ thể phụ nữ, nếu không thì calcium nó sẽ bị đào thải ra ngoài. Như vậy thì có lẽ là nhiều bệnh nhân nữ giới không biết cái điều này lắm đó bác sĩ. Nhiều lắm cô, tại vì có một số người chỉ biết uống calcium thôi. Nhưng mà không có đi bác sĩ để mà uống cái Fosamax hoặc là Actonel. Có thể là bây giờ nó có nhiều loại, mình từng lễ ăn viên, mỗi ngày ăn viên cũng có, từng lễ cũng có, một tháng cũng có, rồi ba tháng cũng có nữa. Ba tháng mình chích vô đó, hoặc mình dán vô. Thì nó cũng giúp cho nhiều lắm mà quý vị không có biết. Tại vì nó hai cái nó khác nhau. Cái mình mất cái độ xương đó, mình mỏng xương đó, là mình cần calcium. Mà cái xương của mình mà nó bị xốp xương, rỗng xương, giòn xương, nó bị cái bệnh nó gọi là cái osteoporosis, là mình phải uống cái Fosamax hoặc là Actonel mà bác sĩ cho. Cho quý vị uống, nhiều khi mình uống một thứ nó cũng không có thấm nữa. Nó giúp cho cái độ xương mình nó không có bị mất, nó không bị teo, không bị nhỏ cái độ mất độ xương. Nhưng mà thật sự cái xương bên trong mình vẫn bị rỗng. Là thiếu cái chất. Bởi vì tại sao bác sĩ cho quý vị cái Fosamax hoặc là Actonel? Là quý vị nên uống cái loại nào mà mình uống cái những cái loại mà bác sĩ cho là Fosamax hoặc Actonel, quý vị không được nằm. Mình uống rồi mình phải đi tới luôn, ít nhất là từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ. Tại mình nằm đó thì cái viên thuốc nó nằm ở trong cái cạnh của bao tử của mình đó, thì nó sẽ làm cho mình bị loét bao tử. Bởi vì quý vị, tại tôi biết có một số người tới bên tôi nói sao tôi uống thuốc bác sĩ cho mà tôi uống thuốc gì cho đừng có bị xốp xương, mà tại sao mà tôi bao tử tôi nó bị đau kinh niên. Tại quý vị đó không có biết, mình uống ở đây vô, thứ nhất là mình ăn cho có gì trong bụng mình, thứ hai là đi tới lui mình làm việc chứ đừng cho để viên thuốc mà mình nằm xuống thì cái viên thuốc nó sẽ nằm ở bên cạnh cái lining, cái bao tử của mình á, thì thành dạ dày đó thì chắc chắn là quý vị sẽ bị loét bao tử ngay lúc đó. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà mình uống cái thuốc đó thì nó vô trong bao tử của mình rồi, bây giờ mình có đi lại đi chăng nữa thì nó cũng nằm ở trong một cái góc nào đó trong bao tử thì nó cũng ảnh hưởng. Không, mình vận động thì nó sẽ tan không nó. Mình vận động mình đi tới luôn thì nó sẽ tan, nó không có nằm vô. Còn mình nằm ở chỗ mình không có cần vận động thì nó nằm thì nó sẽ action vô cái thành dạ dày của mình. Nguy hiểm lắm. Có nhiều cái loại thuốc mình phải cẩn thận khi mình uống rồi bác sĩ ha. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp mà phụ nữ mà thắt kinh nguyệt rồi mà người ta uống những cái loại hormone như vậy đó, thì nếu mà uống một thời gian dài thì nó lại đưa đến một cái hậu quả khác nữa. Theo tôi đó, tôi đọc, tôi nghiên cứu,
mình nói về trong cái vấn đề mà uống cái estrogen mà thế là cái loại thuốc loại hút mà để mà uống cho nó có cái chất hormone phụ nữ đó bằng chất hóa học đó thì từ 1 tới 3 năm thì không có vấn đề. Nhưng mà lỡ người nào bị ung thư vú và ung thư tử cung là tại vì người ta không uống người ta cũng bị. Nhưng mà những quý vị nào mà uống cái estrogen đó, là cái chất mà Prempro hoặc là Premarin hoặc là những loại thuốc tương đương đó sau 5 năm thì cái xác suất người ta bị cái ung thư nó nhiều hơn. Nên người nhà của tôi đó thì tôi có thể cho uống từ 1 tới 2 năm cũng được. Nhưng mà chắc ăn nhất là quý vị phụ nữ hay uống cái dược thảo để chi? Để an cho toàn. Nó thay thế, nó an toàn, nó alternate. Giống như thế mình uống vô. Thật sự thì mình uống cái dược thảo thì tự động cái người của mình nó tiết ra, tự nó tiết ra cái chất hormone. Rồi không phải là estrogen nhưng mà nó là phytoestrogen. Không phải chất hóa học. Nó bên ngoài mình đưa vô nên người ta không có sợ cái phản phụ là làm cho người ta bị ung thư vú hoặc ung thư dạ con này kia đó. Tử cung, không có bị. Nhưng mà cái loại hormone mà nó thuộc về dược thảo như vậy thì cái độ của nó có mạnh. Nó không có mạnh bằng. Nó không có mạnh bằng cái kia. Không mạnh bằng. Với lại một điều nữa là thí dụ như mình uống sau 5 năm mình bị ung thư đi thì nó chỉ có 1-2% thôi. Tại vì cái xác suất mà cái nó giúp cho cái bệnh nhân nó rất là nhiều. Nhưng mà theo tôi đọc nhiều tài liệu lắm, tôi thấy là quý vị uống từ 1 tới 5 năm, tới 3 năm đi thì chắc chắn là mình không bị gì hết. Mà lỡ mình có bị đó thì không phải thuốc do mà, tại vì cơ thể của mình bị thôi. Nhưng mà sau 5 năm thì từ 1 tới 2% là có thể do thuốc nó gây ra. Bởi vì một số người, cô thấy không, đi bác sĩ không có khuyên là mình nên uống hay là không uống. Nếu mà mình cần thì bác sĩ sẽ cho. Nhưng mà anh Phạm Khanh thấy là bác sĩ không có nói đề nghị. Sao đề nghị trong tương lai lỡ mình bị ung thư cái mình đổ thừa nữa, tại bác sĩ hồi đó không nói cho tôi biết nên tôi uống là giờ tôi bị ung thư vú và ung thư tử cung. Như vậy trở lại với thuốc, với lại cái loại khoáng chất calcium magnesium đó thưa bác sĩ. Bác sĩ nói rằng đây cái calcium magnesium của công ty rất là đặc biệt là bởi vì sử dụng cái loại san hô để điều chế lên thành calcium chứ không phải là từ những cái vỏ sò. Thì cái sự khác biệt giữa san hô và vỏ sò nó như thế nào bác sĩ? Theo người ta nhận xét đó, còn người ta phân tách ra đó thì cái san hô nó rất là nó tiêu dễ dàng hơn chứ nó không nặng như cái vỏ sò. Mà cô biết không, san hô mà thí dụ như từ 100 năm hoặc là từ một năm cho tới 1000 năm đi thì nó không có đổi màu, nó màu trắng. Nhưng mà nó qua tới khoảng chừng 4000 năm trở lên đó, thì cái san hô nó tự động nó đổi màu đỏ. Bởi vì anh Phạm Khanh thấy có những cái cây san hô mà nó màu đỏ mà nó bán rất là đắt tiền không? Cái san hô nó cũng giống như san hô thường hay không? Thí dụ như anh mua san hô thường 10 bạc. Mà cái san hô mà nó trở thành màu đỏ hết á, màu đỏ mà có thể là 5.000 đô anh Phạm Khanh. Tại vì cái tuổi thọ của nó tuổi lâu. Tuổi thọ nó lâu, nó như lại cái nó thành đá rồi, nó thành đá mà đá quý rồi. Nên quý vị nào mà muốn biết cái san hô như thế nào á, quý vị đi qua Hawaii á. Hawaii rồi nó có một cái chỗ mà chuyên môn nó bán về san hô mà nó làm đá cho mình đeo này kia đó. Rồi để nguyên cây cái đó là mấy ngàn năm không à, 5.000 năm, 4.000 năm, 6.000 năm. Nó lâu quá nó trở thành đá. Mà đá quý đó. Còn san hô mà thường thì anh thấy anh mua 20 đồng đó. Cũng y chang mà nó rẻ. Mà trong cái cao su magnesium này của công ty cũng có vitamin D3 nữa cho nên rất là cần thiết. Tại vitamin D3 nó giúp cho cái calcium nó được absorb, nó thấm thấu. Nó thấm vào trong cơ thể nhiều. Với lại hơn nữa người ta, bác sĩ người ta cũng khuyên mình phải uống vitamin D3 thường xuyên để mình cái sức đề kháng mình nó tốt, phải không bác sĩ? Đúng rồi, con giúp cho đường ruột mình, giúp cho đề kháng mình tốt. Cô thấy những em bé mà khoảng chừng 7 tuổi cho tới 12 tuổi thôi, đang nhiên nó tập thể dục ngoài sân cái nó ngồi xuống à, nó khóc. Là tại lý do làm sao? Là tại vì thiếu calcium. Bắp thịt nó không có tiếp nhận đủ không yeah. Nên em bé nào mà giống như thế con anh mà nói tại sao mình thấy nó ngồi nó khóc mà nó cứ ôm cái bắp chuối của nó đó, anh mua calcium cho cháu uống đi, 500 hoặc là 1000 mg mỗi ngày trong vòng tuần lễ thì cháu, hoặc là cháu uống sữa. Nó hết ôm cái chân rồi. Tại vì tôi biết cái đó nhiều lắm, có nhiều bệnh nhân đem con tới cứ nói tôi là tại sao con tôi trong giờ tập thể dục mà nó cứ ôm chân nó khóc hoài à. Là tại vì lúc mà nó chạy thì nó stress ra. Nó làm cho thiếu cái độ calcium, lúc đó thì nó làm cho
em bé đi không có được, ngồi xuống khóc, chuột rút rồi này kia, bị chuột rút rồi này kia. Người lớn cũng vậy, người lớn mình bị chuột rút giật bé là mình thiếu hai chất mà làm cho mình, thứ nhất là thiếu calcium, thứ hai là thiếu cái chất magnesium, thứ lại thứ ba nó là thiếu cái potassium. Những cái chất này mà nếu mà thiếu thì nó làm cho chuột rút giật bé rất là dễ dàng. Mà anh Phạm Khanh biết mà người ta bị chuột rút giật bé mà cho uống gì không mà nó hết không? Quinine, thuốc sốt rét á. Tại mình thấy cái chất quinine này nó có tác dụng đó được không? Dạ, tại chất quinine nó có là 67 mg. Thì anh thấy mà những người mà thiếu cái độ xương mình thấy tại sao mà mấy bà cụ này kia bị giục rút giục bẻ hoài đó, anh thấy cái thuốc bác sĩ cho là quinine. Cũng hay lắm. Và thưa vị, bác sĩ ngày hôm nay đã nói cho chúng ta về đề tài xương, rỗng xương cũng như giới thiệu loại thuốc calcium của công ty Princess Lifestyle. Nếu vị nào có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan về vấn đề bệnh lý vân vân, xin chuẩn bị gọi chúng tôi ở số điện thoại của đài Lý Đô Sài Gòn TV 714-893-3264, 714-893-3264. Bác sĩ Murita đang có mặt trên đường live để trả lời tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị. Nhưng mà bây giờ trước khi quý vị gọi vô thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài, và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay.